Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Ở cái video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái mẹo cực kỳ thú vị, cực hay để cho các bạn theo dõi và các bạn có thể mang đi đố vui cùng với các bạn bè hoặc là đố ở những cái chầu nhậu. Như ở cái clip trước ấy, là mình đã chia sẻ với các bạn một cái mẹo, đó là làm thế nào mà để được cái đồng xu này trên cái lá bài này mà đồng xu không rớt. Đó. Thì ở cái clip này mình sẽ tăng cái độ khó lên. Đó là làm sao mà để cái lon bia 45 độ này. Đấy. Mà cái lon bia 45 độ này các bạn có thể đặt trên cái mặt bàn này cũng cực kỳ khó khi các bạn không biết mẹo. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn luôn. Và mình cũng còn tăng thêm cái độ khó, đó là làm sao mà để trên cái ly này và để được cái lon bia 45 độ trên cái ly này. Và bây giờ các bạn muốn để được cái lon bia trên cái mặt bàn này nghiêng 45 độ này thì là phải cái lon bia không. Và các bạn có thể đổ cho mình một chút nước này, một chút nước trắng hay là để lại một chút bia, một lượng vừa phải. Làm sao mà nó chế độ khoảng đến đây thì này các bạn này. Đây. Đấy, các bạn đánh chừng là các bạn có thể đặt cái lon bia lên. Đó, là lon bia sẽ nằm nghiêng 45 độ không. Đó. Đây mình đặt lại. Đó. Nó sẽ quay là 45 độ. Đây. Mình đấy các bạn ạ. Đấy nó sẽ quay. Đây này mình có thể quay. Đây mà bây giờ mình sẽ đặt cái lá bài cái lon bia lên từ trước này. Đấy các bạn cùng xem nhé. Mình đã đặt được 45 độ nha các bạn nhé. Đấy và đặt trên lá bài. Nếu mà các bạn thấy mình chia sẻ cái mẹo này hay thì hãy dành cho mình một like và chia sẻ cho các bạn khác cùng xem. Và hãy bấm một nút đăng ký và bấm một chuông để nhận được những cái thông báo, những cái mẹo hay và những cái chế tạo hay thú vị từ kênh của mình. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo.